Xin chào các bạn, đây là kênh youtube của Bá điện tử VOV. Bản tin bóng đá trong nước và quốc tế của chúng tôi hôm nay có những nội dung sau đây. Thông tin mới nhất từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Tiền đạo Đinh Thanh Bình đã được huấn luyện viên Chu Jie tập bổ sung vào danh sách đội tuyển Việt Nam, chuẩn bị cho hai trận giao hữu quốc tế sắp tới. Trước đó trong ngày 2 tháng 6, huấn luyện viên Chu Jie đã công bố danh sách 33 cầu thủ được gọi lên tuyển với sự góp mặt của Đinh Thanh Bình, quân số tập trung của đội tuyển Việt Nam là 34 cầu thủ. Đinh Thanh Bình hiện đang khoác áo Hoàng Anh Gia Lai. Ở mùa giải năm nay, tiền đạo này thi đấu rất tốt mỗi khi được huấn luyện viên Kia Ti trao cơ hội. Tính đến thời điểm này, Đinh Thanh Bình đã có được một bàn ở V-League 2023 trong chiến thắng 1-0 của Hoàng Anh Gia Lai trước Hà Nội FC tại vòng 10. Đinh Thanh Bình là người mang về quả phạt đền cho đội bóng phố núi. Mặc dù đang có phong độ tốt, nhưng Đinh Thanh Bình bị treo giò ở vòng 11 V-League 2023 vì tích lũy đủ số thẻ vàng. Do đó, cầu thủ này hoàn toàn có thể lên tập trung sớm cùng đội tuyển Việt Nam. Sông Lam Nghệ An thi đấu không tốt ở mùa giải năm nay khi liên tục hòa và thua. Ở hai trận đấu gần nhất trước câu lạc bộ Công an Hà Nội và Viettel FC, đội bóng của huấn luyện viên Huy Hoàng đều nhận thất bại và đang ở vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng. Trong cuộc họp sáng mùng 3 tháng 6, theo nguyện vọng cá nhân và vì lý do sức khỏe, huấn luyện viên Huy Hoàng xin rút khỏi vị trí huấn luyện viên trưởng Sông Lam Nghệ An. Nguyện vọng này của huấn luyện viên Huy Hoàng đã được ban lãnh đạo đội bóng chấp thuận. Người thay Huy Hoàng dẫn dắt Sông Lam Nghệ An trong thời gian tới là huấn luyện viên Phan Như Thuật. Sau khi nhận nhiệm vụ dẫn dắt Sông Lam Nghệ An, huấn luyện viên Phan Như Thuật đề xuất các trợ lý là các huấn luyện viên Phan Văn Quyến, Phạm Đức Anh Đinh Văn Dũng và Phạm Anh Tuấn hiện đang thuộc biên chế Trung tâm đào tạo trẻ Sông Lam Nghệ An. Theo lịch thi đấu của V-League 2023, ở vòng đấu thứ 11, Sông Lam Nghệ An sẽ tiếp đón câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh trên sân nhà. Đây là cơ hội để đội bóng xứ Nghệ giành chiến thắng khi câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đang xếp vị trí thứ 12. Hoàng Anh Gia Lai gây ấn tượng mạnh khi giành chiến thắng trước Hà Nội FC ở vòng 10 V-League 2023 với tỷ số 1-0. Chiến thắng đó giúp đội bóng phố núi chen chân vào top 8 đội mạnh nhất. Ở vòng đấu 11, Hoàng Anh Gia Lai sẽ có chuyến làm khách trên sân của Hải Phòng. Đây là trận đấu mà thầy trò huấn luyện viên Sắc được dự đoán gặp nhiều khó khăn khi phải làm khách tại trò lửa lạch chay. Mặt khác, Hoàng Anh Gia Lai cũng không có lực lượng mạnh nhất khi tiền đạo Thanh Bình bị treo giò do tích lũy đủ số thẻ phạt. Thanh Bình chính là người góp công lớn giúp Hoàng Anh Gia Lai đánh bại Hà Nội FC ở vòng đấu trước. Với việc Thanh Bình bị treo giò Huấn luyện viên Katisak nhiều khả năng sẽ sử dụng quốc Việt đá chính ngay từ đầu ở mùa giải năm nay. Vua giải trẻ quốc Việt thi đấu tương đối tốt khi được trao cơ hội. Trận đấu giữa Hải Phòng và Hoàng Anh Gia Lai trong khuôn khổ vòng 11 v 2023 diễn ra vào lúc 19h15 ngày 4 tháng 6. Báo điện tử VOV sẽ tường thuật trực tiếp. Mời quý độc giả quan tâm theo dõi. Rimario bị treo dò ở vòng 10 v 2023 do tích lũy đủ số thẻ vàng. Do đó, Bình Dương đã gặp rất nhiều khó khăn và phải rất may mắn mới có được một điểm trước đội đầu bảng Thanh Hóa. Sau trận đấu với Thanh Hóa, Bình Dương sẽ hành quân để làm khách trước Đà Nẵng. Đây là trận chung kết ngược khi hai đội bóng này đang trên nhau hai vị trí cuối bảng. Mặc dù phải làm khách, nhưng Bình Dương lại chào đón sự trở lại của Rimario, chân sút tốt nhất của đội bóng này ở V-League 2023 với 4 pha lập công. Do đó, cơ hội để huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức đánh bại đội bóng cũ sẽ sáng sủa hơn. Theo lịch trận đấu giữa Đà Nẵng và Bình Dương tại vòng 11 V-League 2023 diễn ra vào lúc 18 giờ ngày 5 tháng 6. Ramos đầu quân cho PSG vào năm 2021 từ Real Madrid. Trung vệ 37 tuổi có 57 lần ra sân trên mọi đấu trường của đội bóng nước Pháp. Mới đây, PSG xác nhận đội bóng này và Ramos được ai nấy đi sau khi hai bên hết hạn hợp đồng. Trên trang cá nhân, Ramos đã nói lời tạm biệt với các cổ động viên của đội bóng nhà giàu nước Pháp. Ramos nhắn nhủ, tôi không biết có bao nhiêu nơi mà người ta có thể cảm thấy như ở nhà, nhưng với tôi, BSC và người hâm mộ Paris là một trong số đó. Cảm ơn tất cả đã đồng hành cùng tôi để tôi cống hiến hết mình suốt 2 năm qua. Ngoài Ramos thì PSG cũng chơi tay một ngôi sao lớn nữa đó là Messi. Hiện tại cả Messi và Ramos đều được các đội bóng ở Saudi Arabia gửi những lời đề nghị hấp dẫn. Các bạn vừa xem bản tin bóng đá, hãy like và subscribe kênh youtube của báo điện tử VOV, truy cập vào địa chỉ vov.vn để theo dõi những tin tức thời sự cập nhật mới nhất của chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin sau.